còn nữa. Bị muốn chơi món gì tiếp theo? Màu. Có màu hả? Nè màu nè. Đây là chuyện tranh nãy mua đọc cho Bi nghe mỗi buổi tối nè. Còn cái tượng này là để tô màu. Tô lên cái tượng này nè, chứ không phải tô lên chuyện đọc. Chuyện này để đọc chứ không phải để tô. Đúng rồi đó, tô lên tượng này nè. Còn này để tối đọc chuyện nghe. Có tiến bộ giỏi vậy đó. Biết tô đúng này đúng chỗ. Đúng rồi. Chấm màu, sau đó tô lên. Tô lên tượng. Không được vẽ lên chân nghe chưa? Dạ. Rất tốt anh em, có tiến bộ. Tôi sẽ lấy cái búa này quýnh nó à. Nó có cái búa bự hơn tôi nè em, nên thôi không có đánh nó đâu, chứ không để nó đánh tôi mất công nữa. Mày có trò khác chơi không? Không. Quá trời đồ chơi mà không có không, xạo ghê á. Chippy, Chippy Boy đi chung nhau để không bị đi lạc, hiểu chưa? Hiểu gì Chippy? Ơi lạc. Đi chung nè, đi chung nè. Siêu siêu thị. Hên quá anh em, coi chừng đi lạc cái chưa. Đi thôi Bi Bò. Ơi, đi chung mà. Lớn còn đi lạc nữa. Không cái dẫn đi mua đồ chơi nè. Ở siêu thị có bán nguyên khu đồ chơi này luôn nè anh em. Tụi kính mít là không biết vô thử sao đây. What? What the... Trời, ở đây có cửa không vô? Leo vô. Trời, rảnh ghê. Ôi, trong siêu thị có bán đồ chơi bán trượt, đã lắm anh em. Bi Bò đang lựa đồ chơi ở đây anh em. Chứ Bi đã mua món đầu tiên rồi anh em. Ủa sao để lại? Chứ Bi đã mua món đầu tiên rồi anh em. Đừng có để lại của nó. Luật chơi là phải mua cho nó chứ. Cái gì, không thích đâu. Thôi để sách cho. Rồi đi mua tiếp đi. Đi mua đồ chơi tiếp, không có được rồi đó. Ngồi dậy đi, ngồi dậy đi. Quá à, trong số hiệu này quá à. Ừ, kéo dậy. Ở đây có rất là nhiều đồ chơi luôn anh em. Quá là đã luôn. Chứ Bi mua món tiếp theo nè. Cạnh đi Bi Bò. Không tạm. Chứ Bi, chứ Bi. Không cần chứ Bi quăng xuống chân tiếp. Thôi, đi tôi ạ. Trời, cứ tôi cạnh đã. Yeah. Chứ Bi đang lựa đồ chơi bên này anh em. Ủa này nè chứ Bi. Chiếc Bi nó mua nhiều đồ chơi quá anh em đi. Nó lựa đồ chơi ở đâu rồi không biết nữa. Kiếm nó thôi. Bi nó mua quá trời đồ chơi cho mình sách luôn anh em. Đi theo nó mệt luôn á. Mong là nó không mua đồ chơi nữa. Vậy là nó không mua đồ chơi nữa anh em. Mua sữa cho mình uống. Thì ra này món đồ chơi sữa chứ không phải sữa. Bây giờ mình sẽ gắp đồ chơi nha anh em. Bi nó giành rồi. Chippy gấp được trái banh nè anh em. Đi. À Chippy nhí. Lái xe. Chở. Chở heo đi bán anh em. Chippy chở mình mua đồ chơi anh em. Đi tiếp tục mua đồ chơi tiếp nha. Tới rồi, tới rồi. Dần. Ai ra mua đồ chơi nè. Đi ra đi mua đồ chơi. Nãy giờ mua nhiều quá anh em, chắc mua cái hộp nhỏ nhỏ này thôi. Trời, nó mua món bự quá anh em. À, búp bê, chắc cũng rẻ à. Trời, gần 2 triệu luôn. Thôi kệ anh em, làm clip mà, đầu tư luôn. Đúng rồi, lên đường này nè. Lên đường này mới đúng. Ở đây mới có cái cửa nè. Bây giờ tụi mình lên xe, tiếp tục đi mua đồ tiếp nha anh em. Dừng xe lại cho nó lên chứ Bi Bò. Ủa Bi Bò chứ Bi đâu vậy? Nó ghét, nó giành đẩy xe của Bi Bò luôn rồi anh em. Tới cửa hàng đồ chơi tiếp theo rồi anh em. Chứ Bi mua món gì vô lấy đi. Không phải lấy này. Này đồ của người ta trang trí. Đồ chơi bên đây nè. Bi đi vô chơi đồ chơi ké của người ta trưng bày anh em. Không có vừa, cũng không có vừa. Cũng phải luôn.
Trời, nó quăng xe luôn anh em. Ủa chứ bây nó cải ghép qua làm gì hả? Sao chứ? Đứng chơi đi. Nó sợ. Thấy mấy anh chạy ghê quá nó sợ nó ra rồi anh em. Wow, bị nó thích bộ trang điểm nè. Có gương luôn nè. Xấu quá. Bị nó thích mấy bộ bếp này anh em. Mà mắc quá, 2 triệu mấy lận. Chiếc bi này nó xuống xe mà nó đóng cửa anh em. Vô chơi đi. Bị lại chơi trò này anh em. Chơi đi. Có cái chơi kìa, có cái chơi kìa. Chơi đi, chơi đi. Mua búp bê cho nó rồi nè anh em. Mình ăn cơm cái rồi mua được chơi tiếp nha anh em. Bỏ nó tương vô ăn cho nó ngon. Chiếc mi nó ham chơi quá, nó ngồi nó tô màu rồi nè anh em. Trời tô màu đen lùi vậy. Màu đen đâu chỉ rồi. Vậy đó, nước tương, màu đen bên đây nè. Trời. Ủa rất là nhiều đồ chơi cho chú Bi luôn anh em. Rồi món cuối cùng rồi. Nhiều đồ chơi không anh em? Có xíu mày đặt. Còn nữa. Gì nhiều dữ vậy? Còn nữa. Bây giờ mình sẽ lấy em bé ở trước nha anh em. Rồi lấy mấy món kia ra sao. Em bé này có gì đặc biệt mà 2 triệu mấy lần anh em. Đâu, coi coi. À, bị nó ghiền chơi bé luôn rồi. Không sao, nãy mình có mua cho chú Bi món đồ đẹp hơn nữa luôn. Trời, mới thương bé xong. Cái đồ chơi khác là quăng bé liền. Món đồ chơi tiếp theo là câu cá nha anh em. Câu cá là hả, chế vậy? Không, câu cá bên đây xong. Chiên cá với tôm bên đây luôn. Bên đây nữa nè. Nãy có con cá với tôm, bận tôm nó hút tiêu rồi. Thì ra chiếc bì nó cho bé ăn anh em. Bé chưa uống sữa được thôi. Đúng rồi, bé chỉ được uống sữa thôi. Trời, trong bì sữa còn có con tôm nữa. Bếp anh em. Đây cũng là bếp. Đây là bếp dởm. Mới đụng là xúc rồi anh em. Bấm sao có thể gắn lại được nha. Nè, hai máy tính tiền nè anh em. Có gì đặc biệt ta? Không có tiền mở bấm vô đỡ anh em. Này vui quá anh em. Thôi đừng hỏi nữa, nhức đầu quá. Cái kẹo không? Ừ, cảm ơn chú Bi nha. Để tôi thổi. Thổi hơn luôn rồi. Kèn giỡn. Có đồ chơi nào xịn hơn không? Có đồ chơi nào xịn hơn không? Lấy ra khoe đi chú Bi. Đây là xí ngầu cũng lộ anh em. Để quăng xí ngầu lên coi được số mấy. Sao chết tim hư hết rồi. Món đồ chơi tiếp theo. Con ớt ăn gì đây? Có nè. Đó, chụp. Là con ớt nào ăn được là con ớt tôi thắng nha anh em. Bây giờ bắt đầu chơi nè. Rồi ăn 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 ăn. Trời ơi, nó ăn vàng quá anh em. Nó bỏ vô ngớt nó luôn rồi. Chí Bi có trò khác chơi không? Không. Quá trời đồ chơi mà không có không? Xạo ghê á. Yeah. Có cái nào đặc biệt không? Cái này để làm cái gì vậy? Đấm đấm hả? Ây dạ. Là cái này á, tụi mình bóp. Cái này là hộp khủng long nè anh em. Chắc ở trong nó có khủng long á. 1, 2, 3. Ủa? Khủng long đâu? Đâu đâu. Mà sao có? Anh em hãy nắp vô đây để xem những clip có mặt của Chí Bi.